Giáo sĩ Fethullah Gulen đóng vai trò trong loạt vụ đánh bom mới đây tại miền đông nước này. Trong bài phát biểu trực tiếp trên tổng thống Erdogan cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với các tấn công khủng bố. Democracy được nhiều quốc gia thừa. Theo Erdogan, những đối tượng ủng hộ giáo sĩ Gulen có liên quan đến loạt vụ đánh bom. Trong đó có 7 thành viên lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và 224 người bị thương trong ngày hôm qua. Giáo sĩ Gulen, người đang sống. Sống gần công ty Tân Nguyên khẳng định vẫn có mùi khí thải từ công ty Tân Nguyên. Vừa bắt hôm qua hôm nay lấy con rồi đấy. Đứng đọc. Không phải nhắc đến vụ viên anh. Nhắc ít thôi. Với bệnh nhân áo quần tải Việt Nam, ông là người đầu tiên và duy nhất từ đến nay người được vinh dự này. Năm 1971, ông thực hiện chuyến lưu ngũ cho một số nước châu Âu như Pháp, Đức, Mỹ. Sau năm 1975, ông tiếp tục được mời làm giám khảo cho các tổ chức ảo thuật như giám khảo liên hoan ảo thuật Thái Lan, giám khảo liên hoan ảo thuật toàn quốc lần thứ nhất. Sau những lần câu chuyện đánh giá với các người mang tay làm mắt này, tương tự là đánh cắp với ảo thuật đoàn bảo vân, chứng minh. Bắn nào thì bắn, nhưng người đó thì đời mình lấy nhiều. Trên mạng cũng mới xin. Mới hai thằng á? Vâng. Không thương tiếc mà người. Những người con đã bỏ